khán giả. Hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đều gia tăng nắng nóng. Và để tiết kiệm điện trong đợt nắng nóng này thì quý vị hãy bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải thôi, trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Và bật thêm quạt để có thể khiến cho phòng mát nhanh hơn. Còn về ban đêm thì hãy sử dụng thêm tính năng hẹn giờ và cài đặt thời gian sử dụng điều hòa sao cho hợp lý. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui.